không ngò đấy không có mùi trồng ngò không đâu, hẳn đá hề mà. Đá hề nữa. Mà tao ăn trong áo tự nhiên tao nghĩ nước cái này đỡ mất tiền nữa. Mất tiền cái thằng vấn đề nó trong mày chứ. Nhưng mà ăn trong áo thì béo á. Không, tao bị dị ứng. Tai hoặc là không cho ăn. Bao nhiêu năm rồi cũng không ăn. Anh phải chỉ ăn được. Đỏ phải chỉ tư. Đáng chờ phải chỉ ăn được và cứ cứ dùng cái đĩa hết. Ừ, cứ như cả nguy nghi hết cho nó nhỉ. Đấy cái nhiệt điện đó. Đó rồi, ăn là đắt được. Được. Đây là ăn được nhưng mà thích táo mà cơ tế nó táo. Không tế gọi ra đi tư gọi cho con. Thế đi ăn. Thế đi ăn. Dạ. Dạ. Cô hên không? Không phải đâu, không phải ơi. Phải xe thôi. Còn lưng nha. Đây đây đây. Điện nó quỳ sẵn. Ta vào trong cái ngồi cho mát thôi. Lô lẹ tình yêu của bà Điều. Cái gái nhá.